Ladies and gentlemen, my name is Zuk Dao. I am a lawyer from Sydney, Australia. I have known Dr. Brian Chu for many decades. I know that he is a man who is devoted to his community and devoted to the cause of freedom and democracy. We have heard that he will stand for office in the Texas Congress. We are overjoyed. We can think of no better candidate, and we urge all voters to vote for Dr. Brian Chu. Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Đào Tân Dực từ Sydney, Úc Đà Lợi. Tôi đã quen biết nha sĩ Chu Văn Cương từ nhiều thập niên. Nha sĩ Chu Văn Cương là một người phục vụ cho cộng đồng và phục vụ cho lý tưởng tự do dân chủ. Khi nghe tin nha sĩ Chu Văn Cương sẽ ứng cử vào Quốc hội Texas, chúng tôi rất vui mừng và chúng tôi xin mọi người hãy dồn phiếu thật nhiều cho nha sĩ Chu Văn Cương. Xin cảm ơn quý vị. I am Brian Chu and I approve this message.